Đây là phần giới thiệu được tự hào mang đến cho bạn bởi Eptronic. Bạn đang bắt đầu thấy những dấu hiệu của sự lão hóa, nếp nhăn, chảy xệ má, các nếp nhăn ở cổ. Bạn có thể lấy lại sự căng mọng, săn chắc khuôn mặt mà bạn nghĩ rằng đã mất đi vĩnh viễn. Không đau đớn, không rủi ro hoặc tốn kém chi phí phẫu thuật thẩm mỹ. Và bây giờ bạn có thể sử dụng Angelic Wonder, một thiết bị vô cùng tuyệt vời. Mạnh mẽ, chặt chẽ, thay đổi tức thời, bạn sẽ có một gương mặt đẹp một cách tự nhiên mà không cần phải phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉ 15 phút mỗi ngày sẽ cung cấp cho bạn kết quả mỹ mãn và xóa đi những dấu hiệu tuổi tác. Các spa cao cấp đã được biết đến công nghệ này với chi phí thật đắt tiền cho mỗi liệu trình. Nhưng bây giờ nó đã sẵn sàng để sử dụng trong nhà của bạn với Angelic Wonder. Nó rất nhỏ gọn, bạn sẽ thấy kết quả và tác dụng thật sự. Nó đã thay đổi, tôi muốn nói một sự thay đổi thật sự từ bên trong. Thật dễ dàng và thuận tiện, không đau đớn và tôi đã thấy kết quả từng ngày. Được phát triển bởi các bác sĩ da liễu và các nhà khoa học hàng đầu, nó thực sự hiệu quả và đã được chấp thuận của tổ chức FDA Hoa Kỳ. Cũng giống như nhạc tập thể dục làm thắt chặt cơ bắp của bạn, Angelic Wonder củng cố làm săn chắc cơ trên mặt của bạn, làn da sáng và rạng rỡ hơn. Làm thay đổi ngoại hình của bạn để trông trẻ trung hơn từ 5, 10, thậm chí 15 năm. Một khám phá đột phá gần đây đã chứng minh được điều này. Công nghệ này đã được đề cập trên các tạp chí sắc đẹp lớn và tờ New York Times. Nó làm mịn trán của bạn, làm căng da xung quanh mắt của bạn, xóa bỏ nếp nhăn xung quanh quầng mắt và khóe miệng của bạn, làm săn chắc cằm và nâng cơ quai hàm. Hãy quên đi các loại kem và huyết thanh chỉ che phủ được các nếp nhăn bề mặt mà không thể xâm nhập xuống các lớp cơ bên dưới được. Cuối cùng, tuổi trẻ, sự trẻ trung mà bạn tưởng đã mất đi vĩnh viễn, bạn sẽ tìm lại được với công nghệ của Angelic Wonder. Hôm nay bạn sẽ thấy công nghệ mang tính cách mạng này hoạt động như thế nào. Thêm vào đó, hãy nghe ý kiến từ những người giống như bạn. Họ đã trải qua những kết quả ấn tượng. Và sau đây, ngôi sao điện ảnh và truyền hình nổi tiếng, nữ diễn viên Fionnuala Hills. Bạn biết những áp lực để trông luôn trẻ trung tại Hollywood. Tôi dành cả tuổi trẻ của tôi ở phía trước của máy quay và ánh đèn sân khấu. Tôi biết khi mệt mỏi xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài. Điều tôi muốn làm không phải là phẫu thuật thẩm mỹ, độn hoặc tiêm Botox. Tôi cần một giải pháp tự nhiên để an toàn. Và tôi đã thử, tin tôi đi, kem và huyết thanh được biết đến với người phụ nữ như là một liệu pháp thâm dụng. Chúng có thể làm cho da của tôi trông láng mượt nhưng không làm cho tôi trông trẻ hơn. Cuối cùng, tôi tìm thấy Angelic Wonder. Đây là một phương pháp trẻ hóa da mặt tuyệt vời mà tác động đến vấn đề thực sự là cơ mặt sâu bên trong. Và người giới thiệu tôi là bác sĩ da liễu hàng đầu, giám đốc chương trình học bổng khoa da liễu ở Florida, tiến sĩ Rent. Khi chúng ta già, cơ thể cũng vậy, những gì chúng ta thấy là cơ bắp không còn săn gọn và chắc khỏe. Chúng ta cố gắng bù đắp bằng cách vào phòng tập thể dục, nhưng chúng ta thường xuyên quên rằng các cơ mặt cũng cần được tập luyện để săn chắc như vậy. Trừ khi bạn đang tìm kiếm các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, công nghệ laser, tiêm Botox. Nhưng thực sự, nó không thể làm đảo ngược quá trình lão hóa trên khuôn mặt. Bây giờ, với khoa học công nghệ vi sinh hiện nay, chúng tôi có một sản phẩm thay thế. Nó sử dụng một xung năng lượng nhẹ nhàng mà thật sự kích thích cơ bắp của bạn. Làm chúng co lại và thư giãn, công nghệ này vô cùng hiệu quả nhưng lại rất đắt. Các máy móc này tiêu tốn hàng ngàn đô la. Thông qua nghiên cứu của tôi đã tìm hiểu về Angelic Wonder. Đây là một loại sản phẩm sử dụng công nghệ vi sinh hiện nay. Nó giúp chống lại quá trình lão hóa. Nó cũng giúp tăng cường quá trình lưu thông tuần hoàn máu, nó kích thích elastin và collagen, mang đến kết quả thật sự rạng rỡ, tươi sáng và cải thiện làn da một cách đáng kể. Đáng kinh ngạc nhất với tôi là giá cả rất phải chăng và bạn có thể tiện lợi sử dụng nó trong nhà riêng của bạn và kết quả là rất ấn tượng. Thật tuyệt vời, thật không thể tin được. Tôi gần như cảm thấy nó như là những xung điện đang kích thích trên da. Nó giống như những ngón tay xoa bóp đôi má của bạn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì như thế này trước kia. Cứ vài giây tôi cảm thấy nhịp đập nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy cơ bắp của tôi như đang được tập luyện vậy. Thậm chí tôi đã không biết là mình đang sử dụng thiết bị hỗ trợ. Điều này thật hiệu quả và rất có giá trị. Và bạn không phải làm gì cả. Tôi thật không thể đợi để được sử dụng sản phẩm này. Tôi rất phấn khích.
Và đây là bác sĩ da liễu thẩm mỹ nổi tiếng, tiến sĩ Ren. Xin chào Fanula, cảm ơn đã mời tôi đến đây. Tôi nghĩ rằng rất tuyệt để nói rằng bạn hiểu biết tất cả về làn da và chắc chắn những gì cần để giữ cho làn da trông như trẻ đẹp. Vâng, đúng như vậy. Theo như phương pháp điều trị chống lão hóa, Angelic Wonder là một thiết bị rất thú vị. Thật khó để tin rằng một điều gì đó nhỏ và nhẹ như thế này có thể tạo ra kết quả đáng kinh ngạc như vậy. Xin chào Melissa. Xin chào. Xem này, tôi sẽ di chuyển Angelic Wonder đến trên vùng lông mày của Melissa. Bạn có thể thấy các cơ bắp đang tương tác, Angelic Wonder đang dịch chuyển các cơ theo cách mà một sự massage mặt thông thường không thể làm tăng cường các cơ được. Làm căng, làm giảm sợi mí và nó thực tế tác động tới toàn bộ vùng mắt. Phải, và chúng tôi dành rất nhiều tiền vào các loại kem làm đẹp và huyết thanh nhưng kết quả không thực sự kéo dài. Vâng, đó là bởi vì huyết thanh và các kem chỉ xử lý bề mặt của da, chúng không thực sự nhắm vào các vấn đề thực tế, lớp cơ bắp bên dưới bề mặt. Nó có thể trông giống như cô ấy làm những động tác với lông mày của mình, nhưng thực sự đó là Angelic Wonder. Nó kích thích, nó tăng cường từ sâu bên trong. Cô cảm thấy thế nào Melissa? Tôi cảm thấy rất tuyệt. Xem này, bạn có thể thấy Angelic Wonder hoạt động ngay lập tức. Đó là vì chúng tôi đặt mục tiêu làm nâng cơ, săn chắc cơ mặt và làm chúng khỏe hơn và xinh đẹp hơn. Chính xác, Angelic Wonder cho phép bạn nhắm đến mục tiêu 5 vùng cơ mặt khác nhau. Để nâng cơ và tập luyện ở các khu vực này, một số loại kem dưỡng hay mặt nạ chỉ giải quyết vấn đề bên ngoài, nhưng Angelic Wonder kích thích cơ bắp để giúp giải quyết những vấn đề từ sâu bên trong. Tôi đã bỏ ra hàng đống tiền vào các loại kem dưỡng bởi tôi muốn chắc chắn rằng những nếp nhăn sẽ không xuất hiện trên gương mặt mình. Và tôi nhận thấy rằng với Angelic Wonder, cơ bản đã đánh thức làn da, nâng cơ chặt chẽ và trông tươi sáng hơn. Và tôi không phải chi tiêu nhiều tiền vào các loại kem hoặc hàng ngàn đô la trên điều trị Botox. Angelic Wonder đang làm việc đó thay tôi. Angelic Wonder thật sự níu kéo thời gian trở lại cho tôi. Khi tôi nhìn vào gương, tôi không sử dụng nhiều trang điểm, tôi dường như có nhiều thay đổi hơn. Rõ ràng là một cái gì thật khác biệt so với trước đây. Cơ cằm được thắt chặt và làm nhẵn lên cùng với khu vực xương gò má. Tôi nhìn tuyệt vời như bây giờ là nhờ Angelic Wonder. Tôi không cảm thấy như 68 năm đã đến và đi khi nhìn vào gương. Tôi muốn bề ngoài của mình luôn tươi trẻ, sảng khoái như chính tâm hồn của tôi vậy. Tôi không thể tin là có một giải pháp nào khác ngoài việc phải phẫu thuật thẩm mỹ. Và giờ tôi không cần nữa, vì bây giờ tôi đã có Angelic Wonder. Vì vậy, một trong những điều mà tôi đã thật sự lo ngại là càng về già thì làn da càng bị chùng lại, đặc biệt là quanh vùng mắt. Nhưng Angelic Wonder có thể giải quyết phần này không? Tuyệt đối, và bạn có thể nhìn thấy Lauren có đặt thiết bị Angelic Wonder trên cả hai má cùng một lúc. Nó sẽ kích thích cơ bắp trên khắp khuôn mặt của cô với một xung năng lượng nhẹ nhàng của cả hai bên. Điều này sẽ giúp cơ mặt của cô được thư giãn và giảm chảy xệ, và cũng giúp giảm những nếp nhăn sâu, vùng bọng mắt. Angelic Wonder rất hiệu quả để giải quyết vấn đề này bởi vì bạn có thể nhắm mục tiêu của cả hai má trên và dưới. Bằng cách cài đặt chế độ hoạt động khác nhau của thiết bị, bạn có thể nhìn thấy các cơ bắp thật sự kích thích và thư giãn. Điều này sẽ giúp nâng cơ và giải quyết sự chảy xệ của hai bên má, cho làn da săn chắc và mượt mà hơn. Angelic Wonder thật sự an toàn, dễ sử dụng và quan trọng nhất là sẽ để lại cho bạn một làn da rạng rỡ và nâng cơ mặt một cách tự nhiên. Trong thực tế, trên các nghiên cứu, đến 94% người sử dụng nhận thấy cải tiến đáng kinh ngạc trong việc nâng cơ mặt và giảm đáng kể sự chảy xệ và xóa mờ vết thâm trên khuôn mặt. Ở đây chúng ta có Natalie. Natalie có một số nếp nhăn sâu thành đường rãnh dưới da. Và nếu bạn nhìn dưới mắt, chúng ta thấy có cả bọng mắt nữa. Ồ, thật tệ Natalie ạ. Vâng, nó xảy ra với tất cả chúng ta và kem che khuyết điểm chưa thật sự hiệu quả phải không? Bây giờ hãy nhìn vào tai nghe gắn các đầu đệm cao su có các xung kích thích, có thể nhẹ nhàng kích thích các cơ bắp và sau đó hãy thật sự thư giãn. Angelic Wonder cũng làm cho cơ bắp của bạn tăng lưu thông tuần hoàn máu đến da để giảm bọng mắt sưng húp. Trông thật già nua và đồng thời việc tuần hoàn máu tăng lên có thể giúp kích thích sản xuất elastin và collagen. Đó là nguyên liệu cho làn da của chúng ta thật sự khỏe mạnh và bạn có thể nâng cao cường độ thiết lập khi đã dùng quen với thiết bị. Bạn nhìn thử vào mắt tôi để thấy một sự khác biệt và tôi cảm thấy bản thân mình tốt hơn. Tôi cảm thấy tự tin hơn, tôi cảm thấy trẻ trung hơn. Không có bất kỳ loại kem dưỡng nào làm được như Angelic Wonder. Tôi chắc chắn cảm thấy một sự khác biệt và nó đang nâng cơ mặt, nó làm cho chúng đầy đặn hơn.
cổ của tôi là săn chắc hơn và vùng mắt là mượt mà hơn. Tôi cảm thấy được sự trẻ trung hơn và tự tin. Vì vậy, tôi chỉ cần sử dụng thiết bị này thường xuyên. Tôi là một người tự tin, nhưng tôi không hoàn toàn như thế khi đứng trước gương. Tôi thấy một số nếp nhăn, làn da chảy xệ. Với Azelette Wonder, tôi cảm thấy như tôi đã tìm thấy một điều thật sự hiệu quả. Và bạn biết đấy, nó làm tôi cảm thấy tốt hơn, đặc biệt là khi 40 tuổi, là tôi thật sự nghĩ rằng Azelette Wonder làm nên sự khác biệt bởi vì tất nhiên nó tạo sự xung kích trên da và làm mờ các nếp nhăn sâu. Tôi có thể nhìn thấy mình luôn luôn xinh đẹp. Vì vậy, thật sự thú vị khi chúng tôi tiến hành và thử nghiệm điều này với Sunny. Cô sẽ là tình nguyện viên của chúng tôi và cô ấy sẽ sử dụng Azelette Wonder nhưng chỉ một bên trên gương mặt của mình. Đúng rồi, chúng tôi đang chú ý 5 khu vực nhưng chỉ trên một nửa khuôn mặt. Và cô ấy sẽ thấy kết quả khá khác biệt, kết quả của Sunny đã trải nghiệm và bạn có thể so sánh những gì khác biệt mà Azelette Wonder đã làm. Bạn đang bắt đầu thấy những dấu hiệu của sự lão hóa, nếp nhăn, chảy xệ má, các nếp nhăn ở cổ. Bạn có thể lấy lại sự căng mọng, săn chắc khuôn mặt mà bạn nghĩ rằng đã mất đi vĩnh viễn, không đau đớn, không rủi ro hoặc tốn kém chi phí phẫu thuật thẩm mỹ. Và bây giờ bạn có thể sử dụng Azelette Wonder, một thiết bị vô cùng tuyệt vời. Mạnh mẽ, chặt chẽ, thay đổi tức thời, bạn sẽ có một gương mặt đẹp một cách tự nhiên mà không cần phải phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉ 15 phút một ngày sẽ cung cấp cho bạn kết quả mỹ mãn và xóa đi những dấu hiệu tuổi tác. Các spa cao cấp đã được biết đến công nghệ này với chi phí thật đắt tiền cho mỗi liệu trình. Nhưng bây giờ, nó đã sẵn sàng để sử dụng trong nhà của bạn với Azelette Wonder. Được phát triển bởi các bác sĩ da liễu và các nhà khoa học hàng đầu, nó thật sự hiệu quả và đã được sự chấp thuận của tổ chức FDA Hoa Kỳ. Công nghệ này đã được các tạp chí sắc đẹp lớn và cả New York Times ca tụng. Ồ, nó hoạt động như thế nào? Khuôn mặt của bạn có 52 phần cơ riêng biệt và chúng cần được tập luyện massage để giữ chúng săn chắc, đàn hồi. Nhưng tuổi tác và trọng lực làm cho chúng yếu đi và chảy xệ dẫn đến các nếp nhăn, bọng mắt, quầng thâm trên da. Azelette Wonder cung cấp điện trở cách ly để kích thích cơ bắp từ sâu bên trong khuôn mặt. Cũng giống như tập thể dục thể thao cho cơ thể của bạn, sức mạnh của Azelette Wonder thắt chặt các cơ bắp chảy xệ trên khuôn mặt bạn. Cộng với các xung kích thích cũng tăng lưu thông, kích thích collagen và elastin. Nó cải thiện làn da của bạn, làm giảm kích thước lỗ chân lông và tăng độ đàn hồi cho làn da của bạn tươi sáng và rạng rỡ hơn. Biến đổi vẻ bề ngoài của bạn để tìm lại tuổi trẻ 5, 10, thậm chí 15 năm trước đây. Và kết quả của một nghiên cứu gần đây chứng minh 94% người dùng cảm nhận đã có cải thiện về độ săn chắc cơ mặt. 90% cải thiện nếp nhăn và 98% cho thấy cải thiện độ sáng và rạng rỡ trong làn da của mình. Tuyệt vời! Azelette Wonder thật đơn giản để sử dụng, chỉ cần chọn một trong 6 thiết lập điều trị và mức độ sức mạnh mà bạn cần. Pin tiểu hoạt động rất an toàn và dễ kiểm soát các xung kích thích, nhẹ nhàng và tác dụng trên từng khu vực của gương mặt bạn. Nâng và làm săn chắc, đồng thời loại bỏ những nếp nhăn không mời mà đến. Mịn màng, làn da trán, xoa dịu làn da nhạy cảm quanh mắt, xóa bỏ nếp nhăn quanh khóe miệng do chúng ta cười hết cỡ và thắt chặt quai hàm. Cuối cùng, bạn có thể thấy mình trẻ ra như bạn mong muốn. Sử dụng quai cầm tay hoặc tai nghe có thể điều chỉnh để thoải mái làm việc khác mà vẫn loại bỏ những dấu hiệu của lão hóa. Sử dụng nó trong khi bạn chuẩn bị bữa ăn tối, xem TV hay thậm chí làm giặt quần áo. Hoàn hảo cho phụ nữ và cả nam giới, không còn vấn đề về tuổi tác. Đừng che giấu vấn đề bạn đang gặp phải mà hãy giải quyết nó ngay lập tức. Hãy quên đi các loại kem và huyết thanh, chúng không xâm nhập xuống sâu bên trong cơ bắp mà chỉ giải quyết phần ngọn bên ngoài. Vì vậy, làm thế nào để bạn có thể trải nghiệm Azelette Wonder? Nó sẽ không tiêu tốn chi phí hàng chục triệu đồng để phẫu thuật thẩm mỹ, hoặc 5-7 triệu cho liệu pháp tim Botox gây đau đớn, thậm chí phải trả nhiều triệu đồng cho spa để sử dụng liệu trình tương tự. Thiết bị Azelette Wonder là một tác động tuyệt vời để giúp thắt chặt và săn chắc làn da của bạn, ngay cả khi bạn đang làm việc và đi bộ trong thang máy, giặt giũ hay làm việc nhà, và cũng cung cấp cho bạn một làn da trẻ trung như mong đợi. Thiết bị tuyệt vời này sử dụng năng lượng nhẹ nhàng bằng các xung kích thích cơ bắp của bạn theo một liệu trình hàng ngày. Nó tạo ra các tác động sảng khoái và thư giãn. Cơ bắp của bạn đầy đặn và săn chắc lên trông thấy, về cơ bản nó sẽ mang một cái nhìn trẻ hơn. Một điều khác với Azelette Wonder, nó giúp để có được sự lưu thông tuần hoàn máu trong khuôn mặt và điều này có thể cung cấp cho bạn những gì chúng ta gọi là nước da hồng hào, sáng mịn. Được rồi, bạn đã sẵn sàng so sánh sự khác biệt khi bạn nhìn vào gương. Thiết bị này thật tuyệt vời, nó
Nó kích thích da của bạn bằng một năng lượng rất nhẹ nhàng theo một liệu trình hàng ngày. Nó giúp cho da của bạn thư giãn bằng những tác động vô cùng sảng khoái. Da và cơ mặt của bạn sẽ được cải thiện lên trông thấy. Một điều chắc chắn là bạn sẽ trẻ ra từng ngày một. Thiết bị này còn giúp cho sự lưu thông tuần hoàn máu trên khuôn mặt của bạn. Với việc sử dụng thiết bị này, nó sẽ cho bạn một làn da trắng hồng. Vâng, tôi rất thích điều này. Trước đó, chúng tôi đã đưa nhóm phụ nữ này nói chuyện với nhau về kinh nghiệm sử dụng sản phẩm Azelaide Wonder. Trước khi quay phim, chúng tôi trao cho mỗi người một bức ảnh của chính họ trong một tuần trước khi họ bắt đầu sử dụng sản phẩm để họ khám phá cách mà Azelaide Wonder biến đổi ngoại hình của mình. Tôi muốn bạn xem bức ảnh để thấy sự biến chuyển của bạn qua một liệu trình sử dụng thiết bị. Đừng đùa chứ! Tôi sẽ đốt nó! Biết những gì tôi thấy? Tôi không biết, nếu không ai nói cho tôi điều này. Màu da và tất cả mọi thứ trông mượt mà hơn khi bạn không áp dụng trang điểm. Bây giờ, Azelaide Wonder sẽ thành một phần rất quan trọng trong hành trình níu kéo thời gian của bạn phải không? Tôi đã mất việc khi tôi đi phỏng vấn ở một nơi mới và nhìn xung quanh và tất cả những người khác được nhận phỏng vấn đều trẻ hơn rất nhiều. Tôi đã bắt đầu cảm thấy không an tâm về vẻ ngoài của mình. Bây giờ, khi tôi sử dụng thiết bị lúc đi bộ tập thể dục hàng ngày, tôi cảm thấy tự tin hơn. Làn da chảy xệ đã biến mất nên người ta không thể biết tuổi thật của tôi. Và bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều về bản thân mình. Tôi cảm thấy tuyệt vời hơn. Karen, bạn là người mẫu à? Vâng, đúng vậy. Bạn có thể cho tôi biết Azelaide Wonder có giúp được gì cho bạn trong sự nghiệp? Vâng, Azelaide Wonder đã thực sự mang đến cho tôi một lợi thế cạnh tranh. Và mặc dù tôi không còn ở độ tuổi 20, tôi vẫn cần phải xem xét một cách hiệu quả độ tuổi thích hợp mà Azelaide Wonder đã mang đến cho tôi. Đó là một cách tuyệt vời để duy trì những gì tôi có. Tôi đã dùng thiết bị rất nhiều trên khu vực xương hàm và các nếp nhăn quanh khóe miệng do cười nhiều và trên má. Và tôi rất hài lòng với kết quả đã mang lại. Bạn bè tôi hỏi, cậu đã làm gì? Bạn có một cái gì đó rất khác. Và bạn bè tôi nhận thấy tôi rất khác biệt. Đó giống như là bí mật nhỏ của tôi vậy. Danny, bạn đã tới ngã ba đường trên hành trình cuộc sống của bạn chưa? Làn da cổ của tôi đã bắt đầu lên tiếng, vùng mặt tôi rũ và tôi cảm thấy với Azelaide Wonder, nó là một cách để tôi kiểm soát sự lão hóa. Thật thú vị nếu tôi cảm thấy đôi mắt của tôi đang sưng húp. Thì tôi bắt đầu sử dụng Azelaide Wonder và nó đã tác động lên gương mặt tôi qua một thời gian. Vì vậy, bây giờ tôi đã bắt đầu có được cảm giác trẻ trung nữa và tôi cảm thấy rất tốt. Hay quá Kim ơi, bạn có 6 đứa con và bạn đã đang đăng ký một khóa học ở trường trở lại. Đây là lý do tại sao Azelaide Wonder thật tuyệt vời đối với tôi. Không cần một cuộc hẹn trước để chờ tới lượt đi đến một tiệm chăm sóc da. Tôi có thể vừa nghỉ ngơi hoặc vừa làm việc, vừa sử dụng Azelaide Wonder một cách rất hiệu quả. Tôi không hoàn toàn phải ngồi một chỗ chờ đợi được chà xát, massage mà tôi vẫn có thể làm việc khác được. Mà con của bạn có nhận thấy sự khác biệt đi không? Trước khi tôi bắt đầu sử dụng nó, tôi đã nằm trên giường đọc sách và đứa con 5 tuổi của tôi thỏ thẻ. Mẹ trông già quá và tôi cảm thấy hôm đó thật đen tối. Nhưng từ khi sử dụng Azelaide Wonder, tôi cảm thấy chân mày được nâng lên, cảm thấy như nó được đẩy lên, một làn da mới được thay thế. Và tôi có một cuộc sống mới, vì vậy nó thật sự tốt với tôi. Những gì tôi thích thú là bạn biết thời điểm bạn bắt đầu sử dụng Azelaide Wonder. Nó không giống như những quá trình làm đẹp mà bạn đã từng thử trước đây. Khi tôi cảm thấy một ít ngứa ngáy từ miếng đầu đệm cao su phát xung kích thích, tôi đã biết rằng nếp nhăn của tôi gần như được mờ hẳn. Công nghệ này sử dụng một xung năng lượng nhẹ nhàng và sự kích thích cơ bắp của bạn. Nó làm chúng co lại và thư giãn. Các vùng cơ bắp sẽ vững chắc và săn gọn. Và khi bạn càng sử dụng nó thì khuôn mặt của bạn sẽ càng chắc khỏe. Dựa trên đánh giá của nhóm người sử dụng, các chuyên gia của chúng tôi báo cáo, họ nhìn thấy được sự nâng lên và tăng cường cơ bắp trên khuôn mặt, săn chắc hơn, giảm nếp nhăn và giảm mụn mắt. Cuối cùng, đây là lúc để tiết lộ các kết quả thú vị từ thí nghiệm của chúng tôi. Hãy nhớ rằng với Sunny, khi chúng tôi đưa cho cô ấy điều trị Azelaide Wonder, nhưng chỉ ở một bên của khuôn mặt của cô ấy. Đây là bên của khuôn mặt mà không dùng thiết bị Azelaide Wonder. Ôi trời ơi, thật là tuyệt vời! Tất nhiên là bên này đã được liệu trình bằng Azelaide Wonder. Nó thật sự hiệu quả đấy, điều này là không thể tin được. Sunny à, ý trời ơi, giống như lông mày của bạn có vẻ được nâng lên khá nhiều và đôi mắt của bạn nhìn rộng hơn. Và toàn bộ một bên mặt của cô ấy đã được liệu trình với Azelaide Wonder, thật sự trở nên săn chắc và trẻ trung hơn. Tôi dám cá rằng bạn đang háo hức để tiếp tục sử dụng cho phần bên kia khuôn mặt, đúng không? Chúng tôi không sử dụng bất kỳ chỉnh sửa nào hoặc thủ thuật chụp ảnh để cho bạn thấy nét trẻ trung trên mặt Sunny sau khi sử dụng.
Nó chắc chắn đã giúp khuôn mặt của tôi nhìn trẻ trung hơn và da dẻ săn chắc hơn vì nó dễ dàng sử dụng và nó thuận tiện, không đau và tôi thấy kết quả hiện hữu. Đó là khoảng 1.5 tuần và Mai thực sự đã bắt đầu nhận thấy sự khác biệt và mọi người cũng đã nhận ra được điều đó. Một cảm giác đau thắt quanh mắt, dưới càm và tôi có thể nhận thấy một sự thật khác biệt trong làn da của mình. Màu sắc và sự mềm mại cũng thực sự khác biệt, đó là một cảm giác quá tốt. Vì cuối cùng tôi cũng đã có được một vẻ ngoài phù hợp với tâm hồn của mình và tôi thích nhìn thấy mình trẻ trung như vậy. Angelic Wonder rất dễ dàng và thuận tiện, nó như là một phương pháp làm đẹp không phẫu thuật, không có hóa chất, không đau, không có thời gian chết. Nói về một giải pháp hoàn hảo và tất cả mọi người sử dụng Angelic Wonder chắc chắn sẽ thích nó. Bạn đang bắt đầu cảm thấy những dấu hiệu của sự lão hóa, nếp nhăn, chảy xệ má, các nếp nhăn ở cổ. Bạn có thể lấy lại sự căng mọng, săn chắc khuôn mặt mà bạn nghĩ rằng đã mất đi vĩnh viễn, không đau đớn, không rủi ro, tốn kém chi phí phẫu thuật thẩm mỹ. Và bây giờ bạn có thể sử dụng Angelic Wonder, một thiết bị vô cùng tuyệt vời. Mạnh mẽ, chặt chẽ, thay đổi tức thời, bạn sẽ có một gương mặt đẹp một cách tự nhiên mà không cần phải phẫu thuật thẩm mỹ. 15 phút mỗi ngày sẽ cung cấp cho bạn kết quả mỹ mãn và xóa đi những dấu hiệu của tuổi tác. Các spa cao cấp đã được biết đến công nghệ này với chi phí thật đắt tiền cho mỗi liệu trình. Nhưng bây giờ nó đã có sẵn để sử dụng trong nhà của bạn với Angelic Wonder. Được phát triển bởi các bác sĩ da liễu và các nhà khoa học hàng đầu, nó thật sự hiệu quả. Và đã được sự chấp thuận của tổ chức FDA Hoa Kỳ, công nghệ này đã được các tạp chí sắc đẹp lớn và cả tờ New York Times ca tụng. Ồ, nó hoạt động như thế nào? Khuôn mặt của bạn có 52 phần cơ riêng biệt và chúng cần được tập luyện massage để giữ chúng săn chắc, đàn hồi, nhưng tuổi tác và trọng lực làm cho chúng yếu đi và chảy xệ dẫn đến các nếp nhăn, bọng mắt, quầng thâm trên da. Angelic Wonder cung cấp điện trở cách ly để kích thích cơ bắp từ sâu bên trong khuôn mặt. Cũng giống như tập luyện thể thao cho cơ thể của bạn, sức mạnh của Angelic Wonder thắt chặt các cơ bắp chảy xệ trên khuôn mặt bạn. Cộng với các xung kích thích cũng tăng lưu thông, kích thích collagen và elastin. Nó cải thiện làn da của bạn, làm giảm kích thước lỗ chân lông và tăng độ đàn hồi, làm cho làn da của bạn tươi sáng và rạng rỡ hơn, biến đổi vẻ bề ngoài của bạn để tìm lại tuổi trẻ 5, 10, thậm chí 15 năm trước đây. Và kết quả của một nghiên cứu gần đây chứng minh 94% người dùng cảm nhận đã có cải thiện sâu sắc về cơ mặt, 90% cải thiện nếp nhăn và 98% cho thấy cải thiện độ sáng và rạng rỡ trong làn da của mình. Tuyệt vời! Angelic Wonder thật đơn giản để sử dụng, chỉ cần chọn một trong 6 thiết lập điều trị và mức độ sức mạnh mà bạn cần. Viên tiểu hoạt động rất an toàn và dễ kiểm soát các xung kích thích nhẹ nhàng và tác dụng trên từ khu vực của khuôn mặt, nâng và làm săn chắc đồng thời loại bỏ những nếp nhăn không mời mà đến. Mịn làn da trán, xoa dịu làn da nhạy cảm quanh mắt của bạn, xóa bỏ nếp nhăn quanh khoáng miệng do chúng ta cười hết cỡ và thắt chặt quai hàm. Cuối cùng, bạn có thể thấy mình trẻ ra như bạn mong muốn. Sử dụng quai cầm tay hoặc tai nghe có thể điều chỉnh để thoải mái làm việc khác mà vẫn loại bỏ những dấu hiệu của lão hóa. Sử dụng nó trong khi bạn chuẩn bị bữa ăn tối, xem TV hay thậm chí làm giặt quần áo. Hoàn hảo cho phụ nữ và cả nam giới, không còn vấn đề về tuổi tác. Đừng che giấu vấn đề bạn đang gặp phải mà hãy giải quyết nó ngay lập tức. Hãy quên đi các loại kem và huyết thanh, chúng không thâm nhập xuống sâu bên trong cơ bắp mà chỉ giải quyết phân ngọn bên ngoài. Vậy làm thế nào để bạn có thể trải nghiệm Angelic Wonder? Nó sẽ không tiêu tốn chi phí hàng chục triệu đồng để phẫu thuật thẩm mỹ, hoặc 5-7 triệu cho liệu pháp tiêm Botox gây đau đớn, thậm chí phải trả nhiều triệu đồng cho spa để sử dụng liệu trình tương tự.